Trang Nemo lại than thở bị ai đó chơi xấu. Thủ đoạn quen thuộc nhưng dân mạng hoài nghi dàn dựng. Bài đăng than thở gặp rắc rối của Trang Nemo gây chú ý trên mạng xã hội. Chiều 12 tháng 2, hot girl Trang Nemo có bài đăng mới trên Facebook trang cá nhân gây chú ý. Cô đăng clip ghi lại sự việc người khác chơi xấu, giả danh đặt đồ ăn đến cửa hàng. Trong đoạn clip, nam shipper giao đồ tới, Trang Nemo vội ra truy hỏi và giải thích. Số điện thoại này không phải của em, người khác đặt nhưng để em nhận giùm anh. Mốt anh cứ gọi điện xác nhận trước, cái này đặt để bom hàng đấy. Cụ thể, màn chơi xấu lần này Trang Nemo là 170.000 đồng, sau đó cô thanh toán luôn 200.000 đồng và không quên nhắc nam shipper báo cáo sự việc đến ứng dụng vận chuyển. Chưa hết, cô nói thêm về sự việc. Nếu mình không nhận thì đồ ăn anh shipper phải làm thế nào đây? Không dưới 5 lần, từ mấy trăm đến mấy triệu. Nhưng nếu hôm nào mình không có ở cửa hàng, sao nhân viên dám nhận, tội cho ai? Được biết đây không phải lần đầu tiên cô bị người ta giả mạo để đặt đồ trên các ứng dụng giao hàng. Rất nhiều lần shipper đến giao vật dụng cá nhân, đồ ăn thức uống mà Trang Nemo không hề hay biết nguồn gốc, có lần số tiền lên đến hơn 1 triệu đồng. Sau khi Trang Nemo than thở, cộng đồng mạng cũng chia làm nhiều luồng ý kiến trái chiều, đa phần đều tỏ ra không đồng tình với hành vi của đối tượng ẩn danh, số khác có phần hoài nghi về độ chân thực của sự việc. Những ngày cuối năm 2021, drama được xem là ồn ào hot nhất có lẽ là sự việc giữa Trang Nemo, Trần My và nhân vật chị áo trắng tên Khanh, người bị đánh. Từ đây, Trang Nemo đã liên tục vướng phải nhiều thị phi cùng những sự việc gây bất lợi cho cô và gia đình. Trước đó, hot girl thị phi này đã lên mạng tâm sự khá dài về những lùm xùm vừa qua. Trên trang cá nhân của mình, Trang Nemo cho biết, ngay từ 27 Tết, cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh đã liên tiếp bị kẻ giấu mặt tạt mắm tôm. Sau giao thừa, hành động này tiếp tục tái diễn. Tiếp đó, ngày đầu năm mới, ngày mùng 1 Tết, xóc quần áo của Trang Nemo lại một lần nữa bị tạt mắm tôm lúc 4 giờ sáng. Chưa kể, cả Trang và gia đình còn bị theo dõi trên đường về quê và sau đó bị tạt nước, bị đe dọa khi đang ăn uống trong ngày mùng 2 Tết. Sau sự việc, phía Trang Nemo đã trình báo chính quyền. Tuy nhiên, điều khiến Trang Nemo băn khoăn nhất chính là việc những người đứng sau hành động này có nghĩ việc mọi người làm không chỉ ảnh hưởng đến gia đình tâm lý của Trang mà còn ảnh hưởng đến hàng xóm, các đơn vị chức năng, công an, nhân viên và người lao động vì họ cũng cần có một cái Tết đoàn viên bên gia đình để không phải nghe những cuộc gọi tường trình từ phía Trang để trẻ con hàng xóm quanh khu vực mình sống không phải thấp thỏm vì nhà Trang bị gì cũng ảnh hưởng đến môi trường xung quanh khu phố. Điều này mình cảm thấy có lỗi với những người vô tội bị Trang liên lụy. Tiếp đó, Trang Nemo nói thêm, mọi người ơi, Trang nghĩ để bụng người khác là mất mát lớn nhất với bản thân. Hơn ai hết, sau những sai lầm, Trang cảm nhận rõ sự thiệt hại về kinh tế, về tinh thần, chắc chắn sẽ không tránh khỏi. Trang đang tự hối lỗi với bản thân với những gì Trang làm trước đó với mọi người. Như tin đã đưa trước đó, giữa Trang Nemo và Trần My xảy ra mâu thuẫn trên livestream liên quan đến việc đấu tố nhau sử dụng hình ảnh chùa trong việc bán hàng online. Sau đó, cả hai đã có một buổi gặp mặt vào chiều 16 tháng 1 tại cửa hàng kinh doanh thời trang của Trang Nemo, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh để làm rõ mâu thuẫn. Khi tới gặp Trang Nemo, Trần My đi cùng chị Khanh. Tại đây, giữa chị Khanh và Trang Nemo xảy ra lời qua tiếng lại. Trang Nemo đã tiến lên tháo khẩu trang của Khanh để nhìn rõ mặt cô. Và ngay sau đó, cuộc hỗn chiến đã xảy ra. Sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội rầm rộ, khiến những người trong cuộc trở thành nhân vật khá nổi tiếng.